Tin giáo xứ Nha Bích, thánh lễ giỗ một năm của cha cố Phêrô Đinh Quang Dũng. Vào lúc 9 giờ 30 ngày 10 tháng 7 năm 2018, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã về giáo xứ Nha Bích, nơi mà cha Phêrô Đinh Quang Dũng an nghỉ, để chủ sự thánh lễ giỗ một năm của cha Phêrô, cùng hiệp dân thánh lễ với ngài, còn có cha Geronimo Nguyễn Linh Thao, hạt trưởng Bình Long, quý cha khách trong và ngoài giáo phận. Hiệp thông tham dự thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ cùng bà con giáo dân Nha Bích, đặc biệt có sự hiện diện của bà con thân thuộc của cha cố Phêrô. Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse chia sẻ về cái chết trong thánh ý Chúa Cha của Chúa Giêsu. Nhìn vào cái chết của Chúa Giêsu, hầu như mọi người đều cảm thấy tiếc vì Chúa chết quá trẻ. Người ra đi khi chỉ mới 33 tuổi. Nhưng đối với Chúa thì không, vì đây là cái chết của sự hoàn tất. Trong suốt 33 năm tại thế của Chúa Giêsu, người đã sống một đời sống phó thác, tin cậy tuyệt đối vào Chúa Cha. Và khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng trên cây thập giá, cũng chính là lúc hoàn tất thánh ý của Chúa Cha. Qua đó, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy biết sống chu toàn thánh ý Chúa, không cần phải sống để xây dựng những công trình hay làm việc gì to lớn, nhưng bằng chính những công việc nhỏ nhặt hàng ngày trong niềm tín thác vào Chúa, hãy để Chúa đồng hành trong đời sống của chính mình, để rồi chính lúc trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc chúng ta hoàn tất thánh ý Chúa. Cuối bài giảng, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy thêm lời cầu nguyện cho linh hồn cha Phêrô, để cái chết của ngài cũng là cái chết của sự hoàn tất. Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Nha Bích đã có lời tri ân đến Đức cha Giuse, quý cha đồng tế cùng quý cộng đoàn, đã yêu thương đến hiệp dân thánh lễ, cầu nguyện cho linh hồn người cha thân yêu của giáo xứ Nha Bích trong ngày giỗ đầu này.